Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ông Tập Cận Bình nói gì với ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào sáng ngày 24 tháng 9 đã điện đàm với ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hình ảnh do Thông tấn xã Việt Nam công bố cho thấy cùng có mặt tại cuộc điện đàm có một số ủy viên Bộ Chính trị tại Hà Nội. Tân Hoa Xã của Trung Quốc thì tường thuật ông Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết từ đầu năm đến nay, hai nhà lãnh đạo đã duy trì trao đổi mật thiết dưới nhiều hình thức thúc đẩy hai đảng Trung Quốc và Việt Nam làm sâu sắc thêm về tin cậy lẫn nhau về chiến lược, củng cố hữu nghị truyền thống, cùng dẫn dắt quan hệ song phương trong tình hình mới. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình vào hôm 24 tháng 9 và lợi ích chung đã được đặt ra. Cũng theo tờ Tân Hoa Xã, trong cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói hai bên có rất nhiều lợi ích chung và mối quan tâm chung trong tình hình phức tạp chịu sự tác động chồng chất giữa cuộc biến đổi lớn trăm năm không gặp đại dịch thế kỷ. Hai bên cần nắm bắt phương thức đúng đắn, tăng cường đoàn kết hợp tác, không ngừng phát triển lớn mạnh sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, thiết thực bảo vệ tốt lợi ích về căn bản của hai đảng, hai nước và nhân dân ở hai nước nhằm góp phần tích cực của hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới. Bảo vệ an ninh, cầm quyền, đây là nội dung cũng được đặt ra. Cũng theo phía Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhấn mạnh bảo vệ an ninh cầm quyền của Đảng Cộng sản và an ninh chế độ xã hội chủ nghĩa có lợi ích chiến lược căn bản nhất của hai nước Trung và Việt Nam. Trung Quốc cương quyết ủng hộ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt Đảng và nhân dân Việt Nam đi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình nước mình, thực hiện mục tiêu phát triển được xác định trong Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Ông Tập Cận Bình cũng nói thêm, hai bên cần phải tổ chức tốt trao đổi cơ chế hóa như hội thảo lý luận, đào tạo cán bộ, hợp tác đảng ủy địa phương, v.v. sâu sắc giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các cơ quan đối đẳng giữa hai đảng, hai nước, tăng cường định hướng dư luận. Hai bên cũng cần phải đẩy mạnh kết nối chiến lược phát triển, xây dựng điểm sáng hợp tác mới để nhân dân hai nước có nhiều cảm giác được hưởng hơn. Trung Quốc cũng kiên định ủng hộ Việt Nam chiến thắng dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, ông nói. Đây là hình ảnh thông tin trên báo Tuổi Trẻ về giá vaccine Trung Quốc là đắt nhất thế giới, gấp 5 lần giá vaccine AstraZeneca của Anh. Nhưng mới hôm 22 tháng 9, chính phủ đã phê duyệt mua đến 20 triệu liều vaccine của Trung Quốc. Ông Tập nói thêm, hai bên cần phải tăng cường điều phối và hợp tác công việc quốc tế và khu vực, giữ gìn hòa bình và ổn định ở Nam Hải. Phản đối chính trị hóa vấn đề, truy tìm nguồn gốc COVID, thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Tờ báo chí của Việt Nam chưa đưa tin ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói gì ở cuộc điện đàm. Còn theo nguồn của Tân Hoa Xã, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng đã đánh giá cao thành tựu to lớn của Trung Quốc giành được trong các lĩnh vực dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm thành lập Đảng và hơn 70 năm thành lập nước Trung Hoa mới, đặc biệt là kể từ đại hội lần thứ 18 với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình. Và cũng tin chắc rằng Trung Quốc sẽ thu được thành tích huy hoàng mới trong hành trình mới xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Ông cũng cảm ơn Trung Quốc đã dành cho Việt Nam những ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Và cũng theo Tân Hoa Xã, ông Nguyễn Phú Trọng nói Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường trao đổi giữa hai đảng, tăng cường thêm tin cậy lẫn nhau về chính trị, sâu sắc trong giao lưu kinh nghiệm quản lý đảng, quản lý đất nước, thúc đẩy hai bên tăng cường hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã chúc mừng Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và đón chào 72 năm Quốc khánh Trung Quốc. Mới đây vào chiều 11 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng tại Hà Nội, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã tiếp ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Khi gặp mặt, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói hai nước cùng nhau bàn bạc giải quyết những vướng mắc khó khăn trong hợp tác và tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai đảng, hai nước. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 11 tháng 9. Theo ông Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã kiên trì giải quyết thỏa đáng các tranh chấp bất đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước. Từ khi nhận chức Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã có 3 chuyến đi thăm Trung Quốc, đó là vào tháng 10 năm 2011, tháng 4 năm 2015
vào tháng 1 năm 2017. Riêng chuyến thăm vào năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa hai đảng, hợp tác kinh tế, quốc phòng. Riêng về ý đồ cử cán bộ sang Trung Quốc học dưới danh nghĩa là hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao đã được nhà báo Lê Anh Hùng gọi là quyết tâm hán hóa đội ngũ lãnh đạo của Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng. Dưới thời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đi từ kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ ký kết vào tháng 11 năm 2015 và sau đó là thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao được ông Trọng ký vào tháng 1 năm 2017. Tức là những cán bộ Việt Nam được đưa sang Trung Quốc đào tạo theo thỏa thuận hợp tác mới nhất này thuộc diện cán bộ cấp cao hoặc là cán bộ nguồn cho những vị trí chủ chốt trong bộ máy của nhà nước Việt Nam. Đây quả thực là một sự việc hết sức nguy hiểm, vì Trung Quốc qua đây có thể nắm tình hình nội bộ Việt Nam rất rõ ràng, cũng như thông qua những việc đào tạo và giáo dục của mình với các cán bộ cấp cao này, thì đường hướng của Việt Nam sẽ luôn luôn trung thành với Trung Quốc. Từ năm 1993 cho đến năm 2008 có 632 đoàn cán bộ Việt Nam sang Trung Quốc đi học tập theo mô hình chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Mỗi đoàn khoảng 20 đến 30 người, từ các ngành như quân đội, công an, hành chính, y tế, giáo dục và đặc biệt là hải quan, vân vân. Tuần đầu sang Trung Quốc, họ sẽ được đưa đi thăm thú các danh lam thắng cảnh trên đất nước Trung Quốc. Sau đó, người của Cục Tình báo Hoa Nam dưới cái vỏ bọc khác nhau sẽ tham gia đào tạo họ. Ngay theo tập, tối thì mỗi cán bộ Việt Nam ở một phòng VIP có mỹ nữ phục vụ. Họ sẽ bị ghi hình lén để rồi rơi vào phòng khống chế của Trung Quốc lúc nào không hay. Chương trình đi học tập này do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, khi về nước thông qua bàn tay chỉ đạo của Bắc Kinh, họ sẽ được đề bạt vào các chức vụ rồi dần dần vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Đây là một hình thức cài cắm người của Hoa Nam Tình báo Cục vào Việt Nam. Đây là hình ảnh tờ báo Việt Nam đưa tin 22 sĩ quan cấp cao của quân đội tập huấn tại Trung Quốc vào hôm 6 tháng 6. Là các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, là cán bộ chủ trì công tác của Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị cấp chiến lược, là nguồn quy hoạch cho nhiệm kỳ sắp tới. Việt Nam thì không thể nào đào tạo cán bộ cấp cao cho Trung Quốc được. Đó là điều mà không cần phải bàn cãi. Vì vậy, thông qua văn kiện hợp tác và đào tạo được ông Nguyễn Phú Trọng ký vào ngày 12 tháng 1 năm 2017, đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sẽ dần dần bị Trung Quốc kiểm soát, khống chế và thao túng, sẽ trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho mưu đồ thôn tính Việt Nam của Bắc Kinh. Nhà báo Lê Anh Hùng đã nêu ra quan điểm của mình trong bài viết như vậy, cũng bình luận về thái độ câm như hến của ông Nguyễn Phú Trọng khi tàu Trung Quốc hoành hành gần cả năm ở bãi Tư Chính. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng khi chưa bị bắt vào tháng 10 năm 2019 đã viết rằng người dân hy vọng rằng Bộ Chính trị Việt Nam phải tính đến việc kiện Trung Quốc hoặc ít nhất là cũng lấp ló khả năng kiện tụng ra trước công luận nhằm xoa dịu phản ứng của dư luận xã hội về một chế độ chỉ biết hèn với giặc, ác với dân. Và không chỉ nhân nhượng mà về thực chất Đảng Cộng sản Việt Nam đã để mặc cho kẻ thù biến vùng lãnh hải chủ quyền Việt Nam thành vùng biển đang tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam. Nó bộc lộ sự ươn hèn không thể chấp nhận được. Nhà báo Phạm Chí Dũng đã thẳng thắn nêu quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật 26 tháng 9 năm 2021 với bản tin ông Tập Cận Bình nói gì với ông Nguyễn Phú Trọng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.